Mày cứ như thế này thì chả giúp ích gì cho bố mẹ cả. Thôi đi vào đi, để mẹ làm cho. Alo. Anh đến đâu rồi? Chờ em một tí. Sao giờ này anh vẫn còn chưa đến? Anh hẹn em mấy giờ? Anh xin lỗi rồi. Anh chơi nốt giá thôi. Game, lại là game. Suốt ngày anh chỉ sống chết vì game thôi. Rồi, anh đến ngay nhá. Anh xin lỗi. Anh nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi? Vẫn còn sớm mà. Game, tức là chỉ game. Anh nhìn lại anh đi, xem có tương lai không? Anh xin lỗi. Em đuối lại còn vô dụng. Em nói ai đấy? Em nói anh đấy. Đi chia tay đi. Em ha. Nghe anh nói đó. Ha. Đừng như này bố nhìn mặt mày lần nữa nhá. Mày cứ như thế này thì chả giúp ích gì cho bố mẹ cả. Nếu bắt máy rồi, ra đường chúng nó bắt nạt cho thì khó. Tập thể dục thể thao đi con. Bạn ơi giúp mình với. Mình cảm ơn. We'll be right back.
em cảm ơn. Đàn ông con trai là yếu đuối. Ghen, ghen, tức là chỉ ghen. Anh nhìn lại anh đi. Xem có tương lai không? Thì thế này đi. Đến bản thân anh không chăm lo được thì anh che chở cho ai? Vì không hợp nhau đâu. Thì gọi cho em trước. Tối nay mình đi xem phim nhá. Anh nghĩ là tối nay anh rảnh. Vậy tối nhớ gọi cho em. Ok. Bye bye anh. Mày có nhớ tao chứ? Lại là mày à?